lại còn chở nhau về tận cơ quan nữa kìa. Dám công khai đến mức ấy rồi kìa đấy. Vậy mà mình không hề biết. Chắc anh à quan hệ với nhau cũng phải lâu rồi. Đồ đốn mặt. Cái nhà này, đây, anh rẽ vào đây cho em. Đây. Nhà em mà đẹp thế hả em? À, nhà của sếp em mà. Chào bác ạ. Chào chị. Bác ơi, vợ chồng anh Phong có nhà không ạ? Anh chị có việc gì ạ? À dạ, chúng em đến biếu quà thôi ạ. Mời anh chị vào trong nhà, để tôi đi gọi ông chủ. Dạ vâng ạ. Dạ thưa anh, em là nhân viên của chị ạ. Hôm nay chúng em đến biếu anh chị chút quà. Mời anh chị ngồi. Dạ em cảm ơn. Minh ơi, em có khách nhá. Bác Sen ơi, cho em ấm trà bác. Dạ.
Cô làm cái trò gì thế? Mời chị ngồi. Tôi thưa chuyện ạ. Tôi xin phép. Khoan. Chị nói đi. Tôi đến đây để nói với ông một chuyện mà tôi tin chắc là ông sẽ muốn nghe ạ. Vân, ngồi xuống. Chị nói đi ạ. Vợ ông và chồng tôi, hai người bồ bịch với nhau từ lâu rồi. Tôi thì biết chắc rằng ông không biết gì cả. Còn tôi ạ, thì tôi biết rõ từ lâu rồi. Cô im đi. Chị đến nhà tôi ăn nói lung tung gì thế? Tôi gọi công an bây giờ đấy. Vâng. Người như ông gọi ai đến mà chẳng được ạ. Nhưng tôi chỉ sợ có một ngày công an người ta gọi ông đến nhận vợ đi ngủ với giai ở nhà nghỉ ạ. Vâng. Có chuyện đó không em? Ông cứ đến khu tập thể giảng võ, hỏi cái ông bảo vệ ở đấy xem có phải không. Chưa nào vợ ông chẳng mang thức ăn lên đấy cho chồng tôi. Vân, chuyện đấy có thật không? Em xin anh, không như anh nghĩ đâu. Thôi, đủ rồi. Chưa muộn đâu. Có khi cái cặp lồng nhà ông vẫn còn ở đấy đấy. Tôi nói xong rồi. Giờ ông đưa vợ ông lên phòng mà dạy dỗ. Chồng tử tế thế này không muốn, lại cứ muốn đâm sầm vào cái chỗ. Em ngoại tình từ bao giờ? Đã bao giờ anh để em thiếu thốn trong căn nhà này chưa? Vâng. Anh Tài! Anh Tài! Đứng lại anh Tài! Anh đứng lại đã! Cố ghi đi! Em bảo anh đứng lại đã! Cút đi! Anh đứng lại đã! Chú uống nhiều quá rồi. Cút đi. Cút. Thank you.
mệt ạ. Ừ. Bố đâu hả mẹ? Bố bận. Bố về sau. Mẹ mệt, mẹ lên gác nghỉ một tí. Mẹ, mẹ làm sao thế ạ? Con trông mẹ nhờ nhạt quá. Đêm qua mẹ mất ngủ, mẹ đau bụng. Mẹ bị đau bụng ạ? Thế thôi mẹ đi nghỉ đi, để con làm cho ạ. Thôi, ngồi xuống ăn đi còn đi học con ạ. Đằng nào thì mẹ cũng phải đến trường, không nghỉ học được. Mẹ cứ để kệ con. Bánh của con này. Mẹ đi nghỉ đi. Con đi học đấy ạ. Xin nghỉ ở nhà. Bao giờ khỏe thì đi làm đấy ạ. Con đi học đấy ạ. Con đi đi. Bình! Bình! Bố! Bố đi đâu mấy hôm nay mà không về nhà hả bố? À, bố bận phải đi công tác. Bố mới về ạ? Ờ, bố vừa mới về. Thế ở nhà mấy hôm vừa rồi ra sao? Mẹ bị đau bụng nên cả đêm hôm qua mất ngủ bố ạ. Còn em Minh thì vẫn bình thường. Mẹ vẫn chưa đi làm? Chưa bố ạ. Nhưng mà lát nữa mẹ đi, em bảo là hôm nay không được nghỉ dậy. Thôi, con vào học đi, cảm ơn. Dạ vâng ạ. À bố ơi, bố cho con xin tiền đóng tiền học. Cả lớp còn có mình con chưa đóng, đến trường cô cứ nhắc bố ạ. Sao con không hỏi mẹ? Mẹ đang bị ốm mà bố. Với cả ở nhà, mẹ cứ hay nhắc đến chuyện tiền nong nên con cũng ngại. Hôm nay bố lại không cầm tiền ở đây. Thôi để vài bữa nữa rồi bố sẽ đưa cho. Vào đi con.
con chào bố ạ. Anh Tài ơi, anh còn cà phê không? Cà phê hết rồi. Thế em sang phòng các cô hành chính để giải tỏa đây. Tha lỗi cho anh nhé, anh đã làm khổ em rồi. Anh này, cho đến khi anh trở lại nhà, cho phép em lo lắng chăm sóc cho anh. Đàn ông cơm niêu nước lọ dễ ốm lắm. Anh sợ làm phiền em quá, vì em còn phải đi làm, còn gia đình. Em thu xếp được mà. Anh mà từ chối em buồn lắm. Em ngoại tình từ bao giờ? Đã bao giờ anh để em thiếu thốn trong căn nhà này chưa? Vân. Anh Tài! Anh Tài! Đơn xin ly hôn, xin tòa cho chúng tôi được ly hôn. Chúng tôi không thể chung sống với nhau được nữa. Tài sản tùy cô ấy quyết định. Tôi xin nuôi hai đứa con, vì chúng không thể sống với người mẹ tàn nhẫn như cô. Sáng nay con gặp bố ngoài cổng trường, con tưởng bố mới đi công tác về. Mà bố lại đi đâu thế hả mẹ?
con đang có mấy thứ cần hỏi ạ. Sáng nay con gặp bố á? Vâng ạ. Bình này. Dạ. Con gọi điện cho bố đi. Gọi bằng điện thoại của con ý. Con hỏi bố xem bao giờ bố về để giảng bài cho con. Nhớ nói với bố là mẹ bị ốm nhé. Dạ vâng ạ. Alo, bố ạ. Bố đang làm gì đấy ạ? Con tưởng bố mới đi công tác về. Ở nhà tốt bố ạ. Chỉ có việc là con đang cần giảng bài. Còn mẹ đang bị ốm đấy ạ. Mai... chiều mai con học thêm lúc 4 giờ ạ. Dạ... vâng ạ. Con chào bố ạ. Bố nói thế nào hả con? Bố bảo chỉ có trưa mai bố mới đến giảng bài cho con thôi ạ. Thôi, con đi học bài đây ạ. Thấy bố bị đánh thì định xông vào cứu. Còn vợ ốm thì cấm hỏi lấy một câu. Đồ bạc bẽo. Ai đấy? Con đến đây làm gì? Sao anh không về nhà? Sau cái việc làm độc ác của cô, cô nghĩ tôi còn có thể về nhà được à? Em xin anh, như vậy là chấm dứt tất cả với cô ta. Anh về nhà đi. Thì ra cô quyết làm như vậy là để tôi chấm dứt tình cảm với cô ấy. Và cô nghĩ tôi sẽ về nhà ở với cô. Em cần có anh. Các con cũng cần có anh. Anh suy nghĩ lại đi. Cô ấy cần gì ở anh? Hay chỉ là đùa giỡn tình cảm với anh thôi? Cô chả có tư cách gì phán xét chuyện tình cảm của tôi với cô ấy cả. Tôi không phải là học trò của cô. Em chỉ muốn phân tích cho anh thấy là anh bị cô ta khiến cho u mê mà bỏ vợ bỏ con. Tôi không bao giờ bỏ con. Còn chuyện tôi không muốn sống với cô là đã từ lâu rồi. Từ trước khi tôi gặp cô ấy kia. Thế là thế nào? Vợ chồng mình vẫn sống với nhau êm ấm cho tới khi em biết anh bồ bịch với cô ta mà. Bao nhiêu năm sống với chồng chưa bao giờ cô để ý xem chồng mình sống giờ chết giờ thế nào với cái sự êm thấm mà cô cho là rất ổn ở trong nhà. Em đã làm gì sai nào? Em đầu tắt mặt tối lo cho con, lo cho anh. Bố con anh lúc nào cũng được tươm tất, có thiếu thốn gì đâu. Trong khi anh lại không làm ra tiền.
Cô có biết không? Cứ mỗi lần cô nhắc đến tiền, tôi lại nổi da gà. Tôi cứ như là một thằng ăn cắp bị bắt gặp ấy. Anh nên nghĩ cho em. Người ta lấy chồng làm ra tiền, đỡ lo bao nhiêu thứ. Đằng này trong nhà, có cái nọ, thiếu cái kia. Anh cũng chả biết em tiêu tiền như thế nào để trong một tháng. Đến ngày 30 vẫn còn tiền đâu nhỉ? Tôi bất tài. Tôi hèn. Tôi đụt. Tôi chỉ biết gậm giấy. Không như mấy ông A, ông B. Cầm cái này cái kia suốt ngày về cho vợ con nở mày nở mặt. Cô nghe mấy câu này thấy có quen không? Còn nữa, cứ mỗi khi tôi cầm bát cơm lên ăn, tôi cảm thấy như là bị móc họng ra. Cô cứ kêu ca suốt ngày về giá cả tăng, rồi quát con tiết kiệm điện. Rồi cô kể chuyện nhà này nhà kia, họ mới mua gì. Em xin anh, chỉ là cách nói của đàn bà, ai cũng thế cả. Bạn bè tôi đều làm dân nghiên cứu. Họ nghèo, nhưng vợ người ta rất trân trọng chồng. Khi đến chơi, họ vẫn nói với khách là chồng họ giỏi giang, dạy con cái học hành ngoan ngoãn, rồi giúp bên nội bên ngoại làm cái này cái kia. Còn cô? Cô nói gì về tôi khi có khách? Tôi sợ đến mà không dám mời bạn về nhà chơi. Mỗi lần về quê ngoại, tôi cứ như là cậu học trò bị cô giáo đọc bản kiểm điểm của mình trước cả lớp ấy. Toàn người nhà cả. Em cũng chỉ than phiền thế thôi. Còn mọi thứ, em vẫn chu toàn cho cả hai bên nội ngoại. Tôi không phải là con vật không hiểu tiếng người. Chỉ cần ăn và mặc là được. Bố mẹ tôi cảm thấy nhục nhã vì suốt ngày phải nghe về thằng con là niềm tự hào của dòng họ lại là kẻ bất tài vô dụng trong ánh mắt của vợ nó. Anh, sao anh cứ suy nghĩ mãi về việc nói năng của em thế? Vấn đề của chúng ta là do anh bồ bịch. Anh bị cô ta quyến rũ nên mới bỏ bê gia đình, phản bội vợ. Vậy thì tôi nói cho cô rõ, tôi với cô ấy chưa và không bao giờ có mối quan hệ như cô nghĩ. Chúng tôi không làm gì dối vợ lừa chồng. Vậy nên việc này không liên quan đến ai khác, mà nó nằm ở giữa tôi với cô. Không thể sống mà không tôn trọng nhau, coi nhau như kẻ ban ơn và ăn xin như thế được. Tôi là đàn ông, tôi đã phải chịu nhịn bao nhiêu năm là vì con, cô hiểu không? Anh đừng bao biện cho việc ngoại tình của mình. Anh mê cô ta nên anh mới thấy vợ anh xấu xí và đáng ghét đến như thế. Chúng ta yêu nhau suốt mấy năm đại học như thế nào? Cô còn nhớ chứ? Tôi không phải là loại đàn ông tệ bạc như cô nghĩ. Nhưng quả thật, tôi không thể ở với cô được nữa.
ly hôn đi. Vì tôi, vì cô, vì các con. Anh còn dám nói vì các con à? Các con anh sẽ ra sao khi bố mẹ ly hôn? Anh đã nghĩ đến việc con anh nói thế nào, nghĩ thế nào khi biết bố nó theo gái mà bỏ mẹ con nó chưa? Cô cứ việc nói với các con những gì cô nghĩ về tôi. Nhưng nghĩ xa hơn, nghĩ đúng bản chất vấn đề của chúng ta mà nói. Kẻo không, chính cô lại làm hại các con đấy. Quay về và chúng ta làm lại từ đầu vì các con. Tôi sợ lắm rồi. Cô đã lừa tôi. Cô đã làm cho tôi tin cô là cô đã thay đổi. Thế rồi cô làm cái việc ác độc ấy đối với tôi, đối với cô ấy. Tôi không thể về ở với cô được nữa. Chỉ vì em còn yêu anh, em không muốn mất anh nên em mới làm như thế. Em xin anh. Không, cô không yêu tôi. Cô chỉ muốn sở hữu tôi. Cô chỉ muốn nhìn thấy tôi nhục nhã trước những lời xỉ mắng của cô thôi. Không, cô về đi. Anh, đến rồi à? Ngồi xuống đi. Thôi, tôi nói nhanh rồi đi ngay. Mẹ muốn nói gì, cứ ngồi xuống đã. Đừng đứng như thế. Mọi người đang nhìn đấy. Nào, ngồi xuống đi. Nghĩa này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Vậy đừng nói gì cả. Dành cho tôi một chút thời gian. Ngồi bên cạnh nhau, cùng nghe nhạc, cùng uống cà phê. Vậy biết không, tôi mong chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Khoảnh khắc được ngồi bên cạnh người yên lặng, để được ngắm nhìn thôi. Một cảm giác yên bình mà cuộc đời này chẳng dễ nào có thể có được. Nghĩa này, nhưng mà chúng ta phải chấm dứt ở đây. Thôi, đừng nói gì cả. Rồi sau hôm nay tôi quyết định thế nào cũng được. Bố mẹ dậy rồi ạ?
Để con đưa bố mẹ đi ăn sáng đã. Thôi, ăn muốn làm gì, chúng tôi về luôn đấy. Ok. Bố mẹ ở lại chơi đã à? Nhà anh tan nát thế, bố mẹ còn lòng dạ nào mà chơi với bời nữa hả con? Khổ thân con, nhà có chẳng ở, ở tạm ở bợ thế này. Thôi bà, than thở bây giờ thì được cái gì? Anh ạ, bố mẹ đã làm khổ anh. Lý ra thì bố không nên nói với vợ anh như vậy. Kìa bố, chuyện nhà con sớm muộn rồi thì cũng phải kết thúc thôi. Mà không phải do bố đâu. Ừ, mà vợ chứ có phải bà tướng đâu. Hỗn láo, coi thường chồng như thế thì làm sao mà sống được hả con? Đúng đấy, hôm nay chúng tôi đã chứng kiến tận mắt rồi. Đúng là vợ anh nó đã coi thường chồng, coi thường nhà chồng. Thôi, chuyện nó đã đến như thế này rồi ấy, thì tùy anh định liệu thôi. Bố mẹ chỉ có thương anh ấy, là từ nay tuổi đầu rồi, bỗng dưng... Rồi cơm liều nước lọ, sống tạm sống bợ thế này. Kìa mẹ, con sức dài vai rộng, rồi sẽ sớm ổn định thôi ạ. Thôi, thư thư ra, anh về quê với bố mẹ ít hôm. Này, thế còn cái chuyện kia thì vợ anh nói có đúng không? Mẹ cứ yên tâm, con không làm điều gì để bố mẹ phải hổ thẹn đâu ạ. Ừ, thế thì được. Thôi, để con đưa ông bà ra bến xe nhé. Thôi thôi, anh cứ ở nhà để chúng tôi tự đi cũng được, đưa đón làm gì. Con gắng mà lo ăn uống, trông con gầy mà xanh lắm. Ở tạm ở bợ thế này thì làm sao mà làm việc được hả con? Ôi bà, nó còn bé bỏng gì nữa đâu. Thôi đi, đi. Để con đưa ông bà ra taxi. Thôi, đi taxi làm gì cho nó tốn tiền. Chúng tôi đi xe ôm được rồi. Rồi ông ơi, nếu mà đi xe ôm mà đi hai người thì còn tốn hơn là đi taxi ấy chứ. Đi mẹ. Tệ quá con. Chồng nào không chịu được nổi người vợ như thế. Bố, dù có lỗi lầm đến đâu cũng không nên. Lại trứng, lại đậu anh. Món thịt tan. Ăn tạm đi nhá. Thịt anh để trong ngăn đá, còn lâu mới rang được. Nhưng mà mẹ hứa rang thịt cho em ăn rồi mà. Mẹ đang ốm nằm trên kia kìa, em không thấy à? Không ăn trứng đâu, không ăn trứng anh làm đâu. Phước làm chẳng ngon gì cả, không ăn cơm anh nấu đâu. Không ăn thì càng tốt, không ăn cơm của anh thì tí lên ăn roi của mẹ nhá. Mẹ ơi, cơm con nấu xong rồi, mẹ xuống ăn cơm với bọn con ạ. Mẹ mệt, để mẹ nghỉ một lát. Con xuống cho em ăn cơm trước đi. Lát nữa mẹ xuống ăn sau. Dạ, thì con cho em ăn trước rồi mẹ xuống sau mẹ nhé. Bảo anh em mình ăn cơm trước đi, lát nữa mẹ mới ăn cơm. Em không ăn, không ăn, có thịt gan mày ăn. Mày có ăn không thì bảo đây. Em không ăn. Thằng này hư quá, đi vào ăn để anh con học bài. Đi. Em không bảo đâu. Mày có ăn không thì bảo. Em không bảo. Cái gì thế hả, cái gì đấy?
Sao mà ầm ĩ thế? Hai đứa đánh nhau à? Nó không chịu ăn cơm con nấu mẹ ạ. Nó đòi ăn thịt rang cơ. Tiền sư chúng mày, con với chả cái, mẹ ốm một tí năm cũng không xong. Chúng mày muốn mẹ chết sớm có phải không? Tao mà chết, xem hai đứa chúng mày ở với ông bố vô tích sự xem được mấy ngày hả? Hả? Thương này, thương này, thương này. Trời ơi là trời, sao cái số tôi khổ như thế này hả trời? Alo, dạ bố à? Tài à con? Dạ. Bố có chuyện muốn nói. Dạ, bố có chuyện gì bố cứ nói đi ạ. À. Anh đến nhà bác Dĩnh được không? Bố ở quê ra từ sáng, đang nghỉ ở bên nhà bác Dĩnh đây. Dạ vâng, vâng con đến ngay ạ. Mời bố cho. Vâng. Các bác đâu cả rồi hả bố? À, các bác đi có công chuyện, anh cứ ngồi xuống đã. Dạ. Sao bố mời nhà con mày lại sang bên này? Tài này, anh quyết định ly dị vợ anh thật đó. Con cũng có muốn thế đâu. Nhưng quả thật, vợ chồng con không thể sống với nhau được. Bố hiểu. Bố hiểu nỗi khổ của người đàn ông mà chẳng người phụ nữ nào hiểu được. Con người ta sinh ra là đã phải mang cái trách nhiệm trụ cột của gia đình rồi. Thì con có né tránh trách nhiệm ấy đâu. Nhưng mà vợ con cứ nghĩ phải làm ra tiền thì mới là đàn ông. Mà vợ chồng ấy có thiếu thốn gì đâu, mà lúc nào nó cũng ca cầm về chuyện tiền với nông. Con cũng thương nhà con. Lấy phải cái anh cả đời làm nghiên cứu, nhiều chữ nhưng ít tiền. Mà cô ấy cũng vất vả. Nhưng mỗi khi cô ấy chỉ chết, buồn lắm bố ạ. Nhiều lần bố đã nói với nó, mỗi người đều có một cái sự việc theo cách riêng của mình. Anh là có trách nhiệm nuôi dạy con cái học hành và có hiếu lễ với bố mẹ, thế là được rồi. Con cũng xoay sở đủ thứ để kiếm tiền, nhưng mà hình như cái số con không có tiền bố ạ. Rốt cuộc vợ chồng không sống được với nhau thì ly dị để cho cô ấy bớt gánh nặng. Nhiều lúc con cứ cảm thấy mình như là cái gai trong mắt vợ. Vợ chồng anh ly dị với nhau thì dễ thôi, nhưng mà tôi thương là thương cho các cháu ấy. Sau này rồi bố dượng mẹ ghẻ, chúng nó sẽ sống ra làm sao. Con chả nghĩ đến chuyện lấy ai nữa. Con sợ cuộc sống gia đình lắm rồi. Anh bảo anh không nghĩ đến chuyện lấy ai. Thế cái cô kia là thế nào? Để cho cái vợ anh nó cứ ghét lồng lên đấy. Khổ quá. Con làm con rể của bố gần 20 năm. Bố biết con làm gì có tính trai gái gì. Đấy là do Bích nhầm tưởng. Khổ quá, cô ấy là bạn con. Con giúp cô ấy làm luận văn tốt nghiệp cao học bố ạ. Và bố cũng biết đấy, sống với Bích, con luôn có cảm giác mình là người bất tài vô dụng. Mà vợ con cũng chẳng sung sướng gì. Vậy thì cứ làm khổ nhau mãi để làm gì hả bố? Con biết vợ con là người tốt tính, lo toan cho chồng cho con,
con được như ngày hôm nay cũng là nhờ vợ con khéo thu vén. Nhưng đôi khi bưng bát cơm lên mà muốn nghẹn vì những lời nói của cô ấy. Thế bây giờ anh tính sao? Cả đời con chả làm được gì giao hồn cho bản thân con, lại để cho bố mẹ con phải nghe những lời vợ con nói hôm trước. Con khổ tâm lắm. Bố tha tội cho con. Con không thể tiếp tục sống như thế này được bố. Bố biết con gái bố cũng có cái sai và làm anh khổ rất nhiều. Phận làm cha làm mẹ cũng phải có trách nhiệm trong việc này. Bố mẹ không nuôi nó đàng hoàng. Ơ kìa bố. Nhưng hôn nhân không thể nói chia tay là chia tay được, còn biết bao nhiêu hệ lụy đằng sau nữa. Bố không yêu cầu anh quay về với nó và bỏ qua mọi chuyện. Bố chỉ muốn anh là suy nghĩ thật kỹ, cả hai đứa có thời gian nhìn nhận lại mình. Thời gian sẽ có câu trả lời chính xác. Và cả hai đứa không còn hối tiếc về quyết định của mình. Thôi nào, rồi lại ốm ra đấy. Con ngoan ạ. Alo. Huệ à? Hả? Con bị nhà cái Nga á? Cháu nó không có bên đó à? Rồi, cảm ơn. Chú ơi, ép cô uống cho tôi với. Dạ vâng. Bon ơi, đi ngủ đi. Bác sắp giường cho con rồi. Nào, bác yêu nè. Ôi trời ơi, thương quá nè. Dép vào. Đi con. Em uống một chút đi cho đỡ mệt. Alo, có tin gì của cháu không ạ? Vâng, cảm ơn chú. Alo, mẹ à? Dạ. Dạ.
Con làm sao thế này hả Ga? Bình tĩnh đi con. Mẹ đây, mẹ đây. Con đây. Anh ơi, em mơ thấy con bị bắt cóc. Em sợ lắm. Bình tĩnh đi con. Bình tĩnh đi con. Không sao. Mẹ làm sao thế con? Dạ, chắc nhà con lo lắng quá thế thôi, không sao đâu bố mẹ. Dạ không. Thôi thôi, mẹ có mua ít bánh cuốn, các con ăn đi cho lại sức. Dạ. Chắc đêm qua chả ngủ nghe gì được. Đi. Phải các đấy, con phải vào đấy. Ăn đi. Em vào ăn một chút. Vì con cố gắng lên nhá. Các con vào ăn đi. Đi đi con. Em ngồi đây. Ôi điện thoại. Alo. Mi à con? Con đang ở đâu? Dạ. Mi đang ở nhà bà nội với cháu, bị chó cắn. Sao lại bị chó cắn? Thế có chảy máu không? Bọn cháu đi trên đường làng, có con chó chạy ra. Mi sợ quá lại chạy nên nó mới cắn. Thế địa chỉ ở đâu? Cô chú về ngay. Đi nhanh giúp chị gửi thêm tiền bồi dưỡng cho. Vâng anh chị, yên tâm. Dừng đây, dừng đây. Đúng đây rồi em ạ. Con. Mẹ. Bố. Con. Sao con bỏ đi mà không nói gì cho bố mẹ biết thế? Chú ạ. Mẹ. Con xin lỗi. Con có đau lắm không? Cô chú về đi ạ. Con chào ông bà. Hai cháu nó xuống dưới này mà không báo cho ai, làm cả nhà con lo quá. Khổ lắm. Bố mẹ nó làm khổ cháu tôi. Ở ngoài đấy chán nên mò về với bà. Bạn có thương đi cùng, sợ bố mẹ không cho đi nên chúng nó trốn về đây. Bây giờ xã hội nhiều tệ nạn, sợ lắm ông bà. Khổ thế đấy. Về quê lạ lắm. Chó nó xông ra thì chạy lấy chạy để nên nó mới cắn cho. Tôi đã nạt máu ra rồi và sát trùng. Chó nhại mới đẻ nên nó mới giữ thôi. Chứ không phải chó dại, anh chị đừng lo. Dạ vâng ạ, thế cảm ơn ông bà. Để con đưa cháu nó về ạ. À, ông bà ơi, ông bà nhớ để ý theo dõi con chó nhé. Nào đi con. Diệu Anh, cháu có về luôn với cô chú không? Dạ thôi ạ, cháu ở lại đây với ông bà. Cô chú cứ đưa mi về trước ạ. Cô chú lại nhà nhé. Dạ. Không, con dại cái mang. Có gì không phải để cô chú bỏ qua cho. Dạ không có gì đâu ạ. Tôi xin phép ông bà. Chào ông bà. Cô chú về nhé. Đưa cháu về cẩn thận. Chào cô chú. Tìm thấy con rồi, anh tắt chuông đi cho con nó ngủ. Quá à. Mấy cậu cơ quan không giải quyết được công việc, cứ nhắn tin hỏi suốt. Mày sẽ trái cho mình luôn đây. Nhẹ luôn. À đây. Rồi cảm ơn. Nào để bố đỡ con xuống nào. Từ từ con không đau con nhá. Từ từ thôi. Cháu chào ông bà. À, cháu. Trời ơi. Cháu ơi. Sao lại dại dột bỏ nhà đi thế hả cháu? Thế nào? Chó nó cắn vào chân ra làm sao? Dạ không sao đâu ạ. Bọn con đưa cháu đi tiêm rồi. Hình như là vợ chồng nó về. Đây rồi, dừng đi. Đúng rồi. Ơ, mày à, bọc mày. Chào hai cô. Em dạ, chào anh ạ. À. À. Này, con bé thế nào rồi? May quá, mọi chuyện ổn rồi. Hôm nay con bé muốn ở nhà bà ngoại, thế là tao để nó ở bên đấy luôn rồi. Ừ, chiều nó mày ạ, rồi từ từ tìm hiểu xem thế nào sau. Em, bảo hai cô vào nhà uống nước đã. Dạ. Dạ thôi, chúng em đứng với nhau một chút, rồi về cho anh và Nga đi nghỉ ạ. Thế anh xin phép nhé. Dạ vâng ạ, chào anh ạ. Tao lo quá mày ạ. May mà chỉ bị chó cắn, chứ không bị bắt cóc hoặc tai nạn. Nếu có chuyện gì xảy ra, chắc là tao không sống nổi. Mày chỉ nghĩ lẩn thẩn, làm gì có chuyện ấy xảy ra cơ chứ.
Này, bọn tuổi teen bây giờ chúng nó ẩm ương lắm. Nó đang ở cái độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Chả biết là chúng nó nghĩ gì đâu. Mày phải gần gũi con cái hơn vào. Ừ. Mày, chỉ cái vẽ chuyện. Con cái chỉ làm khổ bố mẹ thôi. Cả ngày chạy đi khắp nơi, lo lắng như thế. Phải thằng Bình nhà tao tấn nện cho một trận ấy. Chả biết thương bố mẹ gì cả. Thôi, coi như là tai qua nạn khỏi rồi. Chúc mừng vợ chồng mày. Này, có vấn đề gì cứ gọi điện cho bọn tao nhá. Ừ, mai tao xin nghỉ làm, rồi sang nhà bà sớm để chăm sóc luôn cả hai bà cháu. Mà thôi, cũng khuya rồi, bọn mày về đi. À này, cho tao gửi lời cảm ơn anh bạn công an của mày nhá. Ừ, tao gọi điện cho anh ý rồi, anh ấy mừng lắm đấy. Thôi, mày vào nghỉ đi. Cả ngày hôm nay chạy đi khắp nơi rồi còn gì nữa. Tụi tao cũng về đây, đang nhốt hai thằng ở nhà đấy. Tao cảm ơn nhá. Ừ. Này, tao vừa lỡ mồm như thế, không biết cái Nga con giận tao không hả mày? Ai thèm giận mày chứ. Tính mày bọn tao còn lạ gì. Cứ nghĩ thế nào nói như thế, kẻo có lúc làm người khác giận đấy. Mà tao không lo con Nga nó giận mày đâu. Tao là tao lo chuyện khác cơ. Mày lo chuyện gì? Mày đối xử với thằng Bình như thế không được đâu. Nó lớn rồi chứ còn bé bỏng gì nữa. Tao là tao nói thật đấy. Cái Nga nó chiều con quá. Chứ phải tao á, tao nện cho chết. Đấy, mày lại thế rồi. Mày thử nghĩ mà xem. Nuôi cho ăn cho học như thế, chẳng thương bố mẹ vật lộn vất vả, lại còn làm mình làm mẩy bỏ đi, làm khổ bố khổ mẹ. Mày chưa nuôi con nên mày không biết đấy thôi. Tao lại lỡ mồm, xin lỗi mày nhé. Tao không giận mày đâu. Đêm hôm rồi anh đi đâu đấy ạ? Em này. Dạ. Chắc là em cứ ngủ trước đi, anh phải ra cơ quan có tí việc. Thế cơ quan có việc gì gấp thế ạ? Ừ thì đấy, cả ngày hôm nay cứ bấn lên vì con. Anh mặc kệ cho hai cậu phòng vật lộn với cả một đống dự án. Ngày mai thì phải bảo vệ rồi. Bây giờ mình xong việc thì phải chạy qua cơ quan xem thế nào. Đến nơi rồi, mời nàng xuống đi. Mày có vào nhà tao một lát không? Thôi, tao đi luôn đây. Tao phải ra sân bay đón ông xã trong Sài Gòn ra. Sao lại phải đón? Chồng mày làm sếp, vừa có xe riêng, lại có cả lái xe nữa. Sao mày phải vất vả như thế hả? Cuộc đời có những việc vừa phải tốn công, tốn sức mà vẫn phải làm đấy. Lấy nhau bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn phải màu mè như thế à? Thôi, phiền phiến thôi mày ạ. Tao thì lại nghĩ khác mày đấy. Càng là vợ chồng thì càng không phiền phiến được đâu. Thôi, tao đi luôn đây. Ừ, đi nhá. Kiều ơi, Kiều. Anh đây à, vào đi anh. Alo, mẹ à. Cháu thế nào rồi hả mẹ? Nó ngủ say rồi, con yên tâm. Thế cháu nó có nói gì với mẹ không ạ? Chưa, nó chỉ buồn thôi. Ừ, cứ để cho nó ngủ. Mai mẹ đỡ lời mẹ hỏi. Vâng ạ. Thế mẹ cũng đi nghỉ sớm đi. Mai con sẽ sang. Con chào mẹ. Alo, anh à. Nhớ em quá. Sao anh hơn lần gặp mãi không?
Em ơi, anh đè vào phím gọi. Cô nghe thì hết rồi.